Có lẽ chưa bao giờ một cuộc đối đầu giữa Newcastle và Everton lại được chú ý như ở mùa giải năm nay. Một mặt, người hâm mộ sẽ có dịp được tái ngộ với Frank Lampard trong vai trò thuyền trưởng của đội chủ sân Goodison Park. Nhưng điều mà người hâm mộ mong muốn hơn cả chắc chắn sẽ là màn trình diễn của Newcastle sau phiên chợ đông. Một màn trình diễn tốt trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Everton sẽ là cơ hội để đội chủ sân St. James Park chứng minh được tham vọng của mình trong tương lai. Để rồi những gì diễn ra trận đấu rạng sáng nay đã không khiến người hâm mộ phải thất vọng. Hai trong số 4 tân binh của Newcastle tháng 1 vừa qua là Kieran Trippier cùng Chris Wood đã xuất hiện trong đội hình xuất phát, và chính hậu vệ người Anh đã trở thành cái tên được chấm điểm cao nhất trong cuộc đối đầu theo chuyên trang SofaScore. Bàn thắng ở phút 80 của Trippier đã mang về chiến thắng trọn vẹn 3-1 để tiếp tục giúp cho Newcastle tiếp đà hồi sinh. Đoàn quân của huấn luyện viên Eddie Howe đang trải qua 4 trận đấu liên tiếp không thua ở đấu trường Premier League. Kể từ trận hòa 1-1 với Manchester United, đội chủ sân St. James Park vẫn đang tiếp đà phong độ thăng hoa để tách ra khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Chiến thắng 3-1 trước Everton rạng sáng nay cũng là trận đấu ấn tượng bậc nhất mà thầy trò Eddie Howe có được ở mùa giải này. Đáng nói hơn cả, chiến thắng của đội bóng Đông Bắc nước Anh có được khi vẫn chưa có được sự góp mặt của Bruno Guimarães, tân binh trị giá hơn 40 triệu euro. Tiền vệ người Brazil chỉ có cơ hội chào sân St. James Park ở những phút cuối cùng khi thay cho Joe Willock. Nhưng chừng đó là đủ để cho thấy đội ngũ của Eddie Howe đang quyết tâm ra sao trong quá trình chứng minh thực lực của mình. Và điều mà người hâm mộ cũng đang rất mong chờ đó là sức mạnh đồng tiền từ những ông chủ của Ả Rập sẽ có hiệu quả ra sao. Nhìn lại tổng số tiền mà Newcastle đã chi ra tháng 1 vừa qua, có thể thấy rằng đội chủ sân St. James Park đã được các ông chủ Trung Đông ưu ái như thế nào. 102 triệu euro là con số mà đội bóng Đông Bắc nước Anh chi ra để mang về các tân binh của mình. Để có thể hình dung một cách cụ thể hơn, con số này tương đương với khoảng 26.000 tỷ Việt Nam đồng. Nói vui một chút thì đây là số tiền giúp bạn mua được khoảng 80.000 chiếc iPhone 13 Pro Max, 260 chiếc Mercedes-Benz G63 và khoảng 86 căn villa ở Vinhome Riverside. Đây có lẽ cũng là con số mà nhiều cổ động viên của Newcastle chưa bao giờ dám mơ tới nếu không có sự hậu thuẫn từ các chủ Ả Rập. Nhưng giấc mơ đó đã trở thành hiện thực với sân vận động St. James Park ở mùa giải năm nay. Họ đã mang về nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha từ Atlético Madrid với mức giá 15 triệu euro. Con số thấp hơn rất nhiều so với những gì mà Atlético yêu cầu với Manchester United ở mùa hè năm ngoái. Newcastle cũng có được Bruno Guimarães, tài năng trẻ sáng giá được cả ông lớn như Arsenal hay Juventus mong muốn. Mỗi thương vụ của Newcastle đều cho thấy được sự nghiêm túc trong kế hoạch của đội bóng này. Và cũng như tân binh Guimarães chia sẻ, mục tiêu của chiếc chòe mùa này sẽ là trụ hạng trước khi nghĩ đến việc tham dự Champions League tương lai. Đây hoàn toàn là ý tưởng thiết thực đối với Newcastle khi mà những tấm gương sáng như Man City, Chelsea hay Paris Saint-Germain vẫn đang thành công với triết lý của mình. Ngược dòng thời gian quay trở lại thời điểm cách đây hơn một thập kỷ, khi mà nửa xanh thành Manchester cũng bắt đầu nhận được sự hậu thuẫn từ các ông chủ Ả Rập. Trong những ngày cuối của phiên chợ hè năm 2008, Manchester City mang về sân Etihad tiền đạo Robinho từ Santos với mức phí 43 triệu euro. Khi đó, cầu thủ người Brazil được đánh giá là một thần đồng mới của làng túc cầu và thương vụ này cũng trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Premier League thời điểm đó. Một tân binh cho thấy nửa xanh thành Manchester đang quyết tâm ra sao trong hành trình tạo dựng nên vị thế cho riêng mình. Trong lần đầu tiên được hít thở bầu không khí của Ngoại hạng Anh, Robinho có được 14 bàn thắng sau 31 lần ra sân ở đấu trường quốc nội, con số đủ ấn tượng để người hâm mộ kỳ vọng vào tương lai của cầu thủ tới từ xứ sở Samba. Nhưng chừng đó là không đủ để giúp Man City có được vị trí tốt trên bảng xếp hạng. Vị trí thứ 10 sau 38 vòng đấu, thậm chí còn kém hơn cả mùa giải trước đó của The Citizen với vị trí thứ 9. Tuy nhiên, uy lực của những đồng tiền từ Trung Đông đã bắt đầu phát huy hiệu quả với Man City ở mùa giải 2009-2010. Với những tân binh đáng chú ý như Adebayor, Lescott hay đặc biệt là Carlos Tevez, Man City vẫn đã vươn lên mạnh mẽ để có được vị trí thứ 5 vào cuối mùa giải. Nhưng chúng ta không ở đây để nói về câu chuyện quá khứ của Man City hay việc đội bóng áo xanh đã vươn lên ra sao. Chúng ta đang lấy nửa xanh thành Manchester làm thước đo để trả lời cho câu hỏi Newcastle có thể trở thành một City hay Chelsea thứ hai hay không. Cùng với một số tiền rơi vào khoảng 40 triệu euro, Man City từng có được người từng được Pele đánh giá là truyền nhân của chính bản thân mình. Giờ đây 40 triệu euro giúp cho Newcastle mang về một tiền vệ dù tài năng nhưng chưa thực sự gặt hái được những thành công nhất định. Nhưng đó không phải là thước đo công bằng bởi giá trị của đồng tiền đã thay đổi quá nhiều trong quãng thời gian hơn một thập kỷ. Nhưng giá trị cốt lõi và những bài học mà những đồng tiền vẫn ở nguyên đó, có thể các ông chủ Ả Rập của Newcastle chưa cho thấy sự quyết liệt như Man City bằng một bản hợp đồng kỷ lục. Nhưng kế hoạch của họ cũng là rất rõ ràng. Đại diện từ giới chủ Trung Đông của câu lạc bộ đã xác nhận rằng họ sẽ tập trung vào việc tu bổ sân vận động St. James Park vốn đã rất xuống cấp.
Cùng với đó thì việc chú trọng vào công tác đào tạo trẻ cũng là cực kỳ quan trọng. Song hành với việc mang về những cầu thủ chất lượng thì những gì mà thượng tầng của Newcastle đang hướng tới cũng là cực kỳ thiết thực. Đó chính là nền tảng quan trọng bậc nhất mà một đội bóng sẽ cần phải nắm được nếu muốn đi tới thành công. Nói tới sức mạnh của kim tiền ở Anh có lẽ cũng không thể không nhắc tới Chelsea. The Blue thực sự đã thay da đổi thịt kể từ khi Roman Abramovich nắm quyền cách đây gần 2 thập kỷ. Nhưng ngay từ những ngày đầu có được quyền kiểm soát Chelsea, tỷ phú người Nga đã tự tạo ra cơn bão truyền thông bởi phát biểu: "Tôi có rất nhiều cách kiếm tiền ít mạo hiểm hơn là đầu tư vào bóng đá. Tôi không muốn tiêu tiền một cách vô nghĩa, nhưng việc này mang lại cho tôi niềm vui." Rõ ràng việc mua một câu lạc bộ chỉ để cho vui như Abramovich chia sẻ đã trở thành tâm điểm của chỉ trích đối với báo chí quốc tế thời bấy giờ. Họ lo ngại rằng không sớm hay muộn thì sau khi chơi chán, ông chủ của Chelsea sẽ bỏ rơi đội bóng này một cách lạc lõng. Nhưng cuộc chơi có lẽ đã rẽ theo một hướng khác khi mà Chelsea chạm đến đỉnh vinh quang ngay ở mùa giải đầu tiên dưới thời ông chủ mới. Việc chi ra tới hơn 150 triệu euro ngay trong mùa hè năm 2004 thực sự đã trở thành bước ngoặt trong lịch sử của đội chủ sân Stamford Bridge. Những Drogba, Robben hay là Cavani đã cùng nhau viết nên câu chuyện thần kỳ với chức vô địch Premier League mùa giải năm đó. Đó cũng chính là khoảnh khắc mà biệt danh người đặc biệt của Jose Mourinho ra đời. Kể từ đó, Abramovich vẫn đang gắn bó với The Blue và cùng với đội bóng này có được 5 chức vô địch Premier League, 2 Champions League và rất nhiều những danh hiệu khác. Tỷ phú người Nga cũng là một trong số không nhiều những ông chủ rất tích cực tới dự khán những trận đấu của các đội bóng ở Premier League. Quay trở lại với hoàn cảnh của Newcastle vào lúc này, các tân binh của chiếc chòe cũng sẽ khó có thể so sánh được với những bản hợp đồng mà Chelsea đã mang về cách đây 18 năm. Và đội chủ sân St. James Park chắc chắn cũng khó có thể hướng tới chức vô địch của Ngoại Anh ở mùa giải năm nay như một mục tiêu cả. Nhưng khi mà những đồng tiền của các ông chủ đang dần cho thấy tác dụng của mình, thì tương lai của sân St. James Park chắc chắn sẽ là đáng để mong chờ. Mỗi bản hợp đồng mà chiếc chòe mang về mùa đông vừa qua đều ít nhiều cho thấy mục đích của riêng họ. Một ngôi sao tầm cỡ và có trong mình kinh nghiệm chinh chiến như Trippier là điều cần thiết để vực dậy một đội bóng đang rơi vào khủng hoảng. Một ngôi sao trẻ với tương lai sáng lạng như là Bruno Guimarães là bản hợp đồng cho thấy tham vọng và khả năng cạnh tranh sòng phẳng với những ông lớn. Hay kể cả những cái tên như Darmian hay là Chris Wood cũng là những người có kinh nghiệm ở Premier League để giúp đội bóng giải quyết vấn đề trong ngắn hạn. Lúc này sẽ không ai khẳng định được rằng Newcastle United có thể thực sự trở thành một Man City hay Chelsea thứ hai hay không. Cũng sẽ chẳng ai có thể biết rằng ông chủ tới từ Trung Đông có thể gắn bó và hậu thuẫn đội bóng này trong bao lâu nữa. Nhưng sự nghiêm túc trong công tác tái thiết là điều mà tín đồ túc cầu giáo nhìn thấy được rõ ở chiếc chòe. Trong thời đại mà giá trị của đồng tiền đang lên ngôi như hiện nay, việc sử dụng sao cho khôn khéo nguồn tài trợ cũng sẽ là yếu tố vô cùng quan trọng với những đội bóng nhỏ. Hướng đi của đội bóng Đông Bắc nước Anh có thể khác với những tấm gương trong quá khứ, nhưng cuối cùng thì đích đến của họ chắc chắn vẫn sẽ là vinh quang. Và hơn ai hết, người hâm mộ của xứ sở sương mù át hẳn cũng đang rất mong chờ một màn lột xác ngoạn mục của chiếc chòe, chí ít là ở giai đoạn từ bây giờ cho tới cuối mùa giải năm nay. Đó sẽ là bệ phóng cho những tham vọng cao hơn ở mùa giải năm sau.